Hello cả nhà, xin chào cả nhà đến với kênh của Nguyên Cuộc Sống và Lấy Sang nha. Hôm nay mình có hai trái chuối nè cả nhà, thấy không? Anh chồng của mình đang giúp mình quay video. Thì mình mua được hai trái chuối này, mình xem trên mạng á cả nhà, thì họ nói chuối này là chuối tá quạ, có người thì nói chuối táo quạ, mình thì mình không có rành nữa cả nhà, mình cũng không biết nữa. Nói chung là chuối nè với lại trái cây rau thì mình không có rành tên lắm, mình chỉ biết tóm gọn là chuối thôi chứ mình không có biết chuối gì nữa cả nhà. Thì mình lên tìm hiểu thì nó ghi là chuối táo quạ đó, thì đó đây là trái chuối táo quạ. Hai trái này là hơn 1 kg đó cả nhà. Mình mua của người Mã nhiêu ta? Làng ly, làng thẻo to sẽ nè. Quảng Trị hả? Quảng Trị đều. Mình hỏi chồng mình hai trái chuối này nhiêu tiền, chồng mình nó quên mất tiêu rồi. Thì đó, thì mình sẽ chiên chuối chiên nha cả nhà. Thì ở bên Malaysia người ta thường chiên chuối chiên, người ta mua loại chuối này nè cả nhà. Với lại loại chuối và cui á, nó chiên, nhưng mà ít khi nào ta lấy chuối này ta chiên lắm. Tại vì chuối này nó mắc tiền hơn chuối giò cui cả nhà. Chuối giò cui tôi đợi họ đợi chín chín á, chuối nói chung là chuối gì họ người ta cũng chiên được hết á. Thì đó, thì mời cả nhà cùng xem cách mà người Malaysia bên đây người ta chiên chuối chiên như thế nào nha. Mình sẽ căng cho cả nhà xem hai trái chuối này bao nhiêu ký nha cả nhà. Đây nè cả nhà. Mình mua hai trái chuối mà chồng mình hỏi chồng mình nhiêu, chồng mình nói quên rồi. Bây giờ mình căng cho cả nhà xem nha. Đây, trái chuối hơn nửa ký. Trái này là mình nghĩ bự nhất đó cả nhà ơi. Còn trái này thì chưa tới nửa ký luôn. Nói chung là hai trái này chưa tới 1 ký cả nhà ơi. Ủa sao cái căng ngộ vậy ta? Nói chung là hai trái chưa tới 1 ký. Chưa tới, hãm người ta y khe gì không? Chưa tới 1 ký cả nhà. Thì đó, mình sẽ chiên chuối chiên nè cả nhà. Thì cái món chuối chiên mình chiên á rất là đơn giản luôn, mình chiên đơn giản lắm cả nhà. Cái này là bột mì đó, bột mì với lại muối. Có cả nhà có thể để trứng gà cho cũng được, nhưng mà mình không có để trứng gà, mình để muối thôi. Đó. Mình sẽ cho vào đây mình lường bột nha cả nhà, bột mì. Mình sẽ cho đầy cái chén bột này. Một chén bột. Đó, một chén bột. Này mình nghĩ chắc mình để hai chén đi. Một chén gửi thôi cả nhà ơi. Một chén gửi bột. Tương đương với lại một chén nước. Đây nè cả nhà, một chén nước. Cả nhà biết sao mà mình không lấy cái tô không? Mà mình lấy cái dĩa như vậy không? Tại vì mình muốn chiên cái miếng chuối chiên của mình nó bự á cả nhà. Cho nên mình lấy cái dĩa này, cho nên mình không có lấy tô. Mình đổ vô chén nước, mình đổ từ từ cả nhà. Rồi mình thử coi bột nó vừa chưa đó. Nếu chưa thì mình có thể để thêm nước nha. Này mình lâu lâu làm lần à, mình cũng quên để liều lượng nước nữa, nhưng mà mình biết canh nước bao nhiêu, tại vì mình chiên cũng có chiên qua rồi đó cả nhà. Còn có bạn thì không biết canh, giống như bạn của chồng mình á, phái ăn chuối chiên lắm, phái ăn đồ chiên lắm, nhưng mà không biết canh để bao nhiêu nước. Đây mình sẽ để thêm một chén nước nữa đi. Một chén nước tương đương với là một chén gửi bột. Ý lộn, hai chén nước tương đương với là một chén gửi bột. Ở đây mình để thêm một miếng muối nha cả nhà, cho nó tại vì chuối nó ngọt á cả nhà, mình để muối vô để cho nó dặn cho nó hơi cái hậu của nó ngon lại á, chứ ngọt gắt quá cũng không ngon. Mình nghĩ mình lấy cái nĩa này quậy cho nó lẹ cả nhà ơi, chứ lấy rồi đũa quậy cái nó văng ra ngoài. Mình nghĩ mình nên lược cả nhà, lược nó cái bột nó mịn hơn á, cho nên mình phải lược mới được cả nhà ơi. Bây giờ mình lược nha cả nhà. Hồi nãy là mình làm biếng, mình không chịu lược đó, mà bây giờ mình suy nghĩ lại, muốn ngon là phải cực. Phải không cả nhà? Muốn ăn ngon là phải cực, chứ không được lười. Giống như cái câu là muốn ăn là phải lăn vào bếp á cả nhà.
mình luộc như vậy bột quá nó mịn. Nó mịn thì nó ngon hơn cả nhà. Luộc xong cái nó dính vô đây nè. Cái hồi rửa đã luôn. Đó, bột mình luộc xong đó cả nhà, mình để cho nó nghỉ. Đó, nó, cái bột mà nó sệt sệt như vậy nè cả nhà là được đó nha. Ăn cái bột nó sẽ giòn, nó ngon hơn. Mình muốn ăn bột dày á cả nhà, cho nên mình quậy bột như vậy đó. Đây, mình để bột nghỉ khoảng 10 phút nha cả nhà. Cái mâm này cả nhà, mình lót giấy lên. Cả nhà biết chi không? Mà lúc khi mà lót như vậy mình chiên á, mình để giấy như vậy là cái dầu á nó thấm vô giấy á cả nhà. Đó. Mua cuộn giấy. Mê lắm cả nhà ơi, mình mê ăn chú chiên lắm. Ba chồng mình cũng phái ăn lắm. Mà từ bữa dịch tới giờ mình không có về quê cho nên mình cũng không có chiên cho ba chồng mình ăn. Mua ở ngoài thì cũng có nữa cả nhà, mà dạng như mua ở ngoài thì nói gì. Tại vì mua ở ngoài thì họ chiên những cái loại chuối không có được ngon á cả nhà. Mình mua thì chuối nó ngon hơn. Giờ mình sắc chuối cả nhà. Ừ quên nữa. Trong thời gian mình sắc chuối đó cả nhà, mình để dầu vô. Mình để dầu vô để cho nó nóng cái chảo dầu cả nhà, cái mình chiên nó lẹ nữa, khỏi mất thời gian đợi á cả nhà. Giờ mình đổ dầu vô. Đổ nhiều mới được cả nhà, cái này mà làm tiết kiệm là không có ấy. Đó, nhiêu đó được rồi cả nhà. Còn bây giờ mình sắc chuối nha cả nhà. Lọc chuối da. Chuối đã ghê, chuối này hấp á cả nhà nó cũng ngon lắm á, hấp ăn nó ngọt ngay luôn. Mà mình bữa nay mình tưởng nó chồng mình đi làm đó cả nhà, cho nên mình nói một trái mình hấp, một trái mình chiên. Mà ai về anh chồng của mình không có đi làm. Thôi mình chiên đi, tại vì hấp á chồng mình không có biết ăn cả nhà ơi. Hấp ngon chết luôn á mà anh không biết ăn. Cái này phải mình chẻ, mình muốn chiên miếng bự cả nhà. Cho nên mình chẻ dọc vậy nè, ăn nó mới đã. Ở bên đây nên chiên chú chiên á, nguyên chắc lắm, chứ không có ép giống như bên Việt Nam mình cả nhà. Nó chẻ chứ chú già ha. Như vậy đó. Cái đầu người ta, nó, họ đợi bột vô họ chiên đó. Chứ không có ép ra giống như bên Việt Nam mình. Ủa chứ chuối đã. Ăn này ngọt lắm á cả nhà ơi, chuối này ngọt lắm. Một trái mình chẻ ra làm bốn đi. Rồi mình chuối mình cũng sắc xong rồi đó cả nhà. Giờ mình bỏ bột vô. Ý lộn, bỏ chuối vô bột. Đây nè cả nhà thấy không? Một trái mình sắc ra làm bốn. Khi mà dầu á sôi á cả nhà, mình để vô mình chiên. Giờ mình có thể để chuối vô đó cả nhà. Mình nghĩ cái miếng chuối này á, miếng đầu này nè. Mình hồi mình ép cả nhà ơi. Mình ép cho nó bự nó ngon. Mình muốn miếng chuối mình nó giòn á thì mình chiên cỡ 2-3 lần á cả nhà. Chiên nhiều lần á thì chuối nó giòn. Mình thì mình chiên 2 lần. Chú chiên bên đây người ta chiên đơn giản lắm cả nhà, để bột vậy đó. Hồi đó mình mê ăn chú chiên đó, mình đâu biết cách chiên đâu. Cái thấy dì chồng của mình á, thấy dì chồng mình chiên á cả nhà, cái mình hỏi, cái mình bắt chước, cái mình giờ mình biết chiên rồi đó. Biết chiên rồi, cái phái lắm, chiên hoài. Mình nghĩ một cái chảo này mình có thể để vô 3 miếng cả nhà. Đó mình chiên á, mình chiên khi nào mà dạng như chuối nó chín á cả nhà. Cái bột nó hơi vàng vàng á, cái mình lấy ra mình nhúng bột thêm lần nữa.
cái miếng này nó hơi vàng vàng này nè cả nhà. Mình sẽ nhúng bột vô nha. Mình sẽ nhúng vô bột với lộn. Mình chiên thêm một lần nữa nha cả nhà. Mình muốn ăn cái miếng chuối chiên á, nó giòn nó ngon á cả nhà. Với lại bột nó dày nữa. Nó giữ độ giòn nó lâu quá cả nhà. Thì mình nhúng từ 2 tới 3 lần. Cái miếng chuối chiên mình bao ngon luôn á cả nhà. Mình nghĩ mình pha bột không đủ cả nhà ơi, mình phải pha thêm mới được. Chiên mới có một trái chuối à, mà muốn hết bột à. Ý, bị gãy rồi cả nhà. Tại vì cái thau của mình á, nó có độ cong á cả nhà, cho nên để trái chuối vô nó gãy liền luôn á, cũng ghê không. Mình nghĩ mình phải pha bột thêm. Đó, mình sẽ nhúng bột 2 lần nha cả nhà. Cả nhà muốn giòn nữa thì nhúng 3 lần nha. Còn mình là mình nhúng 2 lần thôi. Chuối chiên của mình đã xong rồi nè cả nhà. Chuối táo quả, cái này treo dây nảnh hoa treo. Chuối táo quả. Hoa treo sao treo. Chuối táo quả. Chuối táo quả. À, khá tới miễn á. Ừ, treo sao treo. Cái bên treo sao bao miễn. Sao bao sen treo. Ờ, chứ đâu sao bao bao được. À, mời cả nhà ăn chung của mình nha. Đây là mình uống với trà nè cả nhà. Hồi nãy ấy, mình để trà này trà hoa cả nhà ơi. Tại vì mình ăn dầu mỡ á. À, mình để vô cái ly sành á cả nhà, mà nó nóng quá nó bể cái ly luôn rồi. Rồi bây giờ mình nói chung rồi bỏ cái ly đó, mình lấy cái bông mình cũng bỏ luôn cả nhà. Rồi mình lấy cái ly này mình để vô. Mời cả nhà ăn chung cùng mình nha. Trời ơi cả nhà ơi, mình thèm dữ lắm, thèm luôn cả nhà. Mấy bữa nay thèm dữ lắm luôn á. Cái kêu chồng mình mua chuối này về ăn. À, chiên ăn đó, cái chồng mình nói á, chồng bây giờ, tại vì bữa chồng mình có đi khám bệnh ở cả nhà, thì bác sĩ nói không có cho chồng mình ăn dạng như ăn đồ chiên á cả nhà, ăn đồ chiên dầu mỡ á. Cái chồng mình nói anh không có ăn được nhiều đó, không ăn nhiều thì mình ăn hết đúng không cả nhà. Bia sữa trắng to à. À, mời cả nhà ăn chung của mình nhé. Mình lấy cái miếng bự nhất đi, miếng bự nhất hả, không biết miếng nào à, đi ta. Ồ, chưa có lừng nè. Đây mình bẻ cho cả nhà xem nè. Wow, giòn rụm luôn cả nhà. Nhìn miếng chuối nè cả nhà. Trời ơi, thấy thèm ghê không. Ngọt lắm cả nhà ơi. Vừa ăn. Ngon ha. Ngon à. Bây giờ sữa chấm to. Ở bên đây á, thường á sáng á cả nhà họ chiên chuối chiên hoặc chiên cái gì á, làm đồ ăn ăn ở nhà, ăn cả nhà, ăn sáng ở nhà. Thường thì gia đình chồng mình á, tại nhà dưới quê chồng mình nó có trồng chuối cả nhà, cũng chiên chuối chiên vậy là ăn sáng, ăn sáng á. Ai nói ở nước ngoài ngon chứ. Mình thấy ở nước ngoài ăn cũng cực khổ thấy bà luôn. Cực khổ hơn ở Việt Nam mình. Ở Việt Nam mình á thì sáng có thể ra ngoài chợ đi mua xôi, mua bánh mì, ăn phở, ăn cháo đồ ha. Bên đây ít lắm cả nhà. Người ta càng giàu á, nhà càng giàu á, mình thấy càng ăn sáng đơn giản. Học chưa?
Ủa, sao sao tỏ vậy? Sao tỏ vậy? Con ngỏ. Mình nói với chồng mình á, anh không ăn với em hả? Anh ấy, ủa anh nói là anh đâu có ăn đâu. Tại vì chồng mình nóng trong người á, chồng mình không ăn thôi chứ ảnh cũng mê chú chiên đó. Khoan miếng em thử gì xưa chồng sao mình bữa ăn chưa buổi xưa. Miếng chuối rất là giòn. Chuối này á cả nhà, ở bên đây á một buồng nó chỉ có mấy trái à, cái loại chuối này nó nhẹ cả nhà, cái cây nó ốm nhôm nhất hả. Cỏ Việt Nam thì không biết, chứ cơ sen treo su à, nó cơ su hững sẹo rồi. Mỹ xưa tao là xin cháu con nó chồ con nó bồ tát nó cơ tre hay mình người bên dù chung này. Cái cây lùng hả? Chưa. Chồng mình không ăn mà không ăn rồi nha. Tại vì anh đi khám bệnh á, bác sĩ nói ảnh hả, đừng có ăn đồ nóng á. Ảnh đang giờ coi anh lựa miếng nào nguội. Sao? Sao mà? Tức là đang sầu. Còn nóng chồng mình không dám ăn, sợ bị đau cổ họng. Còn mình á, ăn nóng giòn không ngon. Cái chuối chiên này mình nghĩ á, đáng ăn hơn bánh bánh phở lan chiên. Phở lan chiên làm cực lắm, cực mà ăn đâu có nhiều đâu, cái dầu mỡ nhiều hơn cái mấy nặng chuối chiên á cả nhà. Cái cây lùng ngon luôn cả nhà, cả nhà làm ăn thử đi. Ăn chú chiên uống nước trà cho nó không có mỡ. Cái loại trà này á, không biết hoa này hoa gì chứ cơm sầm hoa cu hoa hả, đúng rồi. Mình mua mình không biết loại trà gì cả nhà, mình quên rồi. Cái miếng này nó vàng này cả nhà. Bể cái ly vào uổng ghê. Cái ly này mình mua để mình ăn mì á cả nhà. Cái này nó còn hơi nóng. Ở ngoài đang 15 dăm á cả nhà. Cái miếng chuối này á là mình chiên ra mình ép nè cả nhà, mình ép nè. Hình như mình thấy nó mình ép á, nó ngon hơn, cái miếng chuối nó ngon hơn cả nhà. Cả nhà thấy thèm luôn không? Mình ép nó ra chiên lên cái miếng chuối nó ngon ghê. Như lại ép á, cái nước ngọt của chuối á nó chảy ra làm cho cái bột nó cũng ngọt, nó ngon. Hồi đó ở Việt Nam á cả nhà, bác của mình á bán chú chiên. Mình với lại chị họ của mình á, lúc đó mình học, mình nghĩ mình học lớp 4, lớp 5 à, nghỉ hè đó cả nhà. Cái đấy chú chiên bán một cái lợi 100 đồng. Không biết hình như là một cái lợi 100 đồng hay là ba cái lợi 100 đồng á.
Bác của mình chiên chú chiên ngon lắm đó cả nhà. Đã à. Trời ơi, buổi sáng á cả nhà mà ăn hai cái như vậy nè là ăn sáng hoành tráng luôn rồi đó. Ăn sáng ngon lành. Thường á thì mình ở bên đây mình ăn sáng á nhà, mình ở nhà mình nấu á, chứ không có mình ăn sáng đơn giản lắm, sáng ly lúa mạch, không thì uống uống ly ngũ cốc á cả nhà, không thì ăn khoai lang, không thì ăn bánh, những cái bánh mà bên đây á cả nhà, chiên chú chiên, ăn đơn giản lắm. Còn chồng mình á, ảnh ăn sáng á, ảnh ăn sáng, ảnh ăn phải no, tại vì ảnh làm cực á cả nhà, ảnh mau đói, ảnh ăn no lắm, ảnh đi ra ngoài ăn, còn mình á thì mình ở nhà ăn. Chiều ăn cơm thì về nhà nấu, nấu thứ một cho tới thứ năm, còn thứ bảy chủ nhật thì mình ít nấu, không có nấu cả nhà, không có ít nấu, hình như là thứ bảy chủ nhật là mình không nấu. Cả nhà biết sao mình nấu thứ một không? Tại vì bên đây bên Malaysia người ta không có nấu thứ hai giống như bên Việt Nam mình, người ta đếm từ thứ một cho tới thứ bảy là chủ nhật đó cả nhà. Ít thứ sáu, đúng rồi, thứ sáu là thứ bảy đó. Chứ người ta không nói thứ hai, bên đây thứ hai là thứ một đó. Đồ no bữa đó mình ăn xong cái này thôi cả nhà ơi, này để dành để ngồi mơi ăn, mơi ăn sáng để đi làm. Chồng mình nói no mà ảnh ngồi mất ăn hoài, đúng không? Như là vợ ở xưa nã cả sao không? Ủa, nhưng mà vợ làm cái anh phá ăn bột giòn giòn cơ to hình. Không, mình ăn chú chiên mình khoái ăn bột nhiều cả nhà ơi, bột nhiều nó ngon, nó ăn nó không có ngán nữa. Cái này còn hơi nóng à, ăn chú chiên á phải uống trà. Trà này cả nhà tốt cho tim mạch á, với lại tốt cho cái gì dạng như bệnh nhồi máu cơ tim á cả nhà. Mình không có biết bông này là bông gì nữa, lúc mình mua á mình bỏ vô cái bọc, mình bỏ vô bọc cái mình quên mình giục cái bọc à, nóng hỏi nè. Ngon cái nè, chồng hai chồng mình ngộn nha, chồng mình ăn rất là thì miệng nha, mình thì không có đâu. Ngon lắm cả nhà, cả nhà nhà làm ăn thử. Ở Việt Nam mình thì ép ca ha, không mình thấy ép ca nó ngon cả nhà. Tại mình không có chảo bự cả nhà ơi, mình có chảo bự á nguyên trái mình ép ra, trời ơi ăn một trái chắc no no cạnh không. Một trái hình như là mình chẻ ra làm chín, ý lộn, hai trái mình chẻ làm chín hay làm tám gì đó cả nhà. Mình coi trên mạng á, họ ghi là chuối táo quả, nhưng mà mình không biết đúng đúng không. Sao anh hả? Lẹn thẻo lẹn chưa? Để mình ngồi thẻo chân thẻo cha người vui huy chân, người vui sư chân, sư chân bị chơi hào vậy đấy.
不准哪里知道我我会吃会喝。以前我真抓你，哪里要吃？那个是傻，不是真。遇见了。真是放那个盘在上面，然后下面是水蒸的。粥啊。这个是放进水里面这样子煮的。哎，粥比较。那个叫傻。你粥比较好吃。Mình nói với chồng mình á là ăn nấu như vậy nó ngon á cả nhà. Chồng nói mình nói với chồng mình sợ anh ăn không quen, anh nói em không nấu lấy gì anh biết anh ăn. Tại anh nói vậy thôi chứ mình cũng không biết là anh. Nói chung là nhiều khi món ăn mình nấu á anh không có ăn ở nhà tại anh ăn không quen. Thì đó thôi, video cũng nguyên đến đây là kết thúc luôn cả nhà. Xin chào tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo của Nguyên nha. Và nhớ đừng quên đăng ký kênh Nguyên Cuộc Sống Malaysia để theo dõi những video mới về cuộc sống Malaysia của mình nha cả nhà. Bye bye, bye.